À, lời đỡ đầu tiên Hoài Dương cũng xin gửi lời chia buồn với gia đình. Và để tiếp theo chương trình, Hoài Dương cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh, đáp luôn sống dữ, chém các cành ngoài biển khơi, chỉ quyết không cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Hay, hay lắm. Lê Minh xin kính chào chủ tướng. Trước khi ra đi, cho em xin miếng bưu liêm lên đi. Trước khi ra đi đá hàng sáng đại giặc, ta xin mời, mời Lê Tướng Quân một ly rượu. Dạ cảm ơn chủ tướng. Vô. Trong giây phút chia tay, vẫn người trai ly rượu đào. Đây non sông đang chờ người, đây nước non toàn dân xin ghi nhớ, do cầu tiếng ai lên đường. Bầu âm u vô phải không? Vô đi rồi ra trận nha. Do câu tiếng người đi chủ trong ách mang gông bất dân tộc tan ngàn ngàn nằm nô lệ. Khỏi thôi chủ tướng ha. Bầu quyết quang sùng sục sôi, xin thề trên thép xin thề ngàn vàng, xin linh quý đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiên một người đi, đi vào nơi hiểm nguy, bên men rượu chơi đầy. Trong tất nặng nề, trao tay ai đó, trao cả cơ đồ, trao cả non sông. Trao cả cơ đồ, trao cả non sông, vui niềm vinh hạnh trong tay người võ tướng. Men lân lân ta nghe đuối sông kéo trên dạng đèo đăng trình. Dạ cảm ơn quan. Chữa lửa. Rồi mấy đại quân ngồi đây nghe. Qua bên đây giao lưu nghe coi. Bạn hiền ơi, rót đi mãn hiền ơi. Lê Minh ơi, do năm xưa ta hẹn khúc khai quảng cáo, chúng rượu đào thương công người dung tư. Sao người dối giả ra đi, khi lửa đau bình, khi lửa đau bình vừa tắt liềm vừa xa trường. Đất trời của quân an đang tiêu nặng căm hận, chiến công thầm lặng của người anh quý mến, ta nghe như có nụ cười.
qua nước mắt ở lòng ta. Da ngựa bỗng thay cơn quốc biên, tan hồng hồng thủy vàng tình trang. Hãy để cho ta vài phút giây nức lặng, đưa tiếng người đi mang tiếng thắng quay về. Hai đêm mình à, giao sư mạng người tại nơi sói làng, ngàn hiếm quý đang chờ nơi đây, bao kẻ thân thương đêm ngày chờ đông, ngài vinh quang chiến công mang về, mang sư mạng vì dân ta dân thân. Ngài vinh quang chiến công mang về, một lần nữa ta xin thay lời muôn dân trong họ, giao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Huynh. Đã được sự quy nhiên của chủ tướng thì cho dù giảm tự nhất sinh trước chủ tướng, để mới thề bằng danh dự tích thảo luyện minh, ta chờ ngày quất khởi đánh đuổi sầm lặng, ta lấy lại cơ đồ. Phút lên đường nghe rạo rực cả con tim, tôi sẽ cắt đầu thù về đây đến đây cho linh hồn minh chủ. Đi đi huynh ta hẹn ngày tao ngộ, thì nước non này sạch bóng lũ sầm lặng. Xin chung chúng ta vừa thưởng thức với tiếng đàn của nhạc sĩ Hữu Hạnh. Cho nhạc sĩ Hữu Hạnh một tràng pháo tay tạc kêu quý vị. Rồi. Chà, bài này có 700 ngàn hả? Dạ, bài 700 làm tới á. Vô.